Nếu các bác cứ tranh cãi rằng là lan mà lan đột biến, lan va mà không trồng được kiểu như lan rừng thì đây là các bác có thể xem nhé. Đây là hai cái cây mà trước đây là ở nhà vườn này bị bệnh rất là nhiều. Và đây là cái cây lan mà trồng thuận thiên. Đây là cái cây mà anh em chỉ tay đây. Có nghĩa là trồng kiểu như là cái môi trường như lan rừng vật luyện nhá. Nói chung là lan rừng thuận thiên, và các bác cứ lấy cái triết lý gọi là muốn nhanh phải từ từ ấy, thì các bác sẽ hiểu. Cái vấn đề là sau này thì những cây lan va nó cũng dễ như cây lan rừng, thì do mình tạo ra cái môi trường cho các bác nhá. Đấy. Các bác thấy xanh chạch chưa? Đó, cái này thì thợ lan mới biết được, chứ còn bình thường những người mà chơi bình thường thì không có hiểu được các bác ha. Quan điểm của em Nam là làm video chia sẻ các bác đó là chúng ta chơi lan nhưng mà đừng có để lan chơi nhá. Rất là đơn giản thôi, và chúng ta không những ngắm hoa và biết chơi những cái mầm lan thì chúng ta cuộc sống nó cũng rất là vui. Cảm ơn và chúc các bác luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hãy trồng lan thuận thiên các bác nhé.